Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Hải Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Trường, anh Minh đến quay cưa cây. Thì trước mắt là cây sao cũng rất là cao. Cây sao này nằm sát mé sông, xung quanh có trồng nhiều tre. Anh Trường đang leo lên cưa cây sao. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Hơi bị phút bụi che hả? Này phải không? Hơi bị phút bụi che. Anh Trường cũng đã cưa có mười mấy cái tre bên dưới. Những cái sai tre này, cái sao này nằm khoảng giữa hai bụi tre coi nha, nên nó rất là âm tùm. Anh Trường chắc lẽ là có ủ vòng sát bên, nó nghe tiếng máy cưa nó bay ra đấy nhỉ.
tấn công nữa nha. Có mày hết gì mình? Biết sao? Do mẹ hả? Tấn công. Xuống rồi.
Tìm kho báu cả nhà, nghe nói ở đây một kho báu vàng đây nè, nên anh Trường xuống đây đích thân tới để đào tới cái gốc này ra để lấy vàng. Đây tìm nàng Út Bánh Tre, tìm nàng Út Bánh Tre. Cái quỷ này ra đi.
dữ ha, cái rễ tre cả nhà. Xe 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 chú ơi. Xe xe xe. Em 63 máy đỉnh. Người nào cũng giỏi hết. Làm được là làm. Gốc này vẫn mấy lần gốc kia mệt á. Xong rồi nha, kết thúc video tại đây, tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.